Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 bao gồm các tiêu chí chỉ tiêu nào? Các địa phương đã đạt được những thành tựu gì? Còn tồn tại những khó khăn thách thức ra sao? Mời quý vị cùng thăm xã Hưng Long và xã Hòa Phong của thị xã Mỹ Hảo để cùng tìm hiểu về kết quả đạt được và mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2023 của hai địa phương. Còn bây giờ sẽ là những tin tức nông thôn mới chúng tôi vừa cập nhật. Xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ mới tổ chức đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Về lĩnh vực văn hóa, xã hiện có 100 mô hình trồng trọt, chăn nuôi, cho thu lãi mỗi năm 100 triệu đồng trở lên. Gần 700 hộ hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ. Trong 2 năm 2021-2022, xã Dị Chế đã đầu tư hơn 100 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, trong đó có 45 tỷ đồng mở rộng và trải bê tông áp pha hơn 6 km đường. Xã có 3 di tích lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh, với 4 thôn đều được công nhận danh hiệu làng văn hóa. Năm 2022, toàn xã có gần 96% số gia đình được công nhận là gia đình văn hóa. Thời gian qua, phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu được cán bộ và nhân dân trong huyện Phù Cử tích cực hưởng ứng. Huyện đã có thêm 14 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tiêu biểu như thôn Hạ Đồng, thôn La Tiến, xã Nguyên Hòa, thôn Quang Yên, xã Nhật Quang, thôn Ba Đông, xã Phan Xảo Nam, thôn Hoàng Cát, xã Tiên Tiến. Huyện đã phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn kiểu mẫu, mỗi xã nhận được khoảng 20 tỷ đồng để xây dựng và cải tạo các công trình hạng mục của địa phương như đường giao thông, nhà văn hóa thôn. Phù Cử phấn đấu trong năm 2023 sẽ có thêm từ 12 thôn trở lên được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Từ tháng 7 năm 2021 tới tháng 3 năm 2023, tổng nguồn vốn huy động cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn huyện Khoái Châu đạt khoảng hơn 721 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2022 trên địa bàn huyện đạt 85 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,26%. Đến nay, Khoái Châu có 2 trên 24 xã được công nhận nông thôn mới kiểu mẫu là xã Tân Dân và Bình Minh. 8 trên 24 xã được công nhận nông thôn mới nâng cao và 14 thôn được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, toàn huyện có 24 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 12 trên 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và 40 tới 60 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian qua, 150 hộ dân tại xã Minh Tiến, huyện Phù Cử đã hiến hàng trăm mét vuông đất để làm đường. Tuyến đường lên xã Minh Tiến thuộc thôn Phạm Xá dài trên 3,5 km, rộng 8 m được cải tạo và mở rộng từ đầu tháng 8 năm 2022. Qua rà soát kiểm đếm, có gần 150 hộ dân tại thôn Phạm Xá đã hiến khoảng 12.000 m2 đất, trong đó đất thổ cư là 4.500 m2, đất nông nghiệp là gần 7.500 m2. Tuyến đường này sớm được hoàn thiện là điều kiện để thôn Phạm Xá là một trong những thôn đầu tiên tại huyện Phù Cử đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, mô hình vẽ tranh lên cột điện của chi hội phụ nữ thôn Giai Phạm, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ triển khai đã nhận được sự yêu thích của người dân khu vực. Đi trên các tuyến đường của thôn, nhiều người không khỏi ngạc nhiên và thích thú khi thấy những cột điện từng bị dán, in, treo đầy quảng cáo, giao vặt, nay nở hoa rực rỡ. Các cột điện được làm sạch rồi quét lớp sơn màu trắng khoảng 1,5 mét. Sau đó các họa sĩ không chuyên khéo léo tô điểm lên cột điện những bông hoa nhiều màu sắc rực rỡ. Đến nay, 35 cột điện trên địa bàn được vẽ trang trí đẹp mắt. Kinh phí là 5,5 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Nhằm thúc đẩy khuyến khích các chủ thể mở rộng quy mô sản xuất, phát triển sản phẩm, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, xây dựng thương hiệu, thiết kế bao bì sản phẩm OCOP giai đoạn 2018-2022. Toàn tỉnh đã hỗ trợ máy móc thiết bị hạ tầng cho 15 mô hình phát triển, nâng hạng sản phẩm, tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn này đạt hơn 2.753 tỷ đồng,
Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp và qua các đề tài dự án do tỉnh triển khai thực hiện trên 26 tỷ đồng. Còn lại là kinh phí từ các chủ thể đầu tư mua sắm máy, thiết bị, hạ tầng giao thông, ứng dụng khoa học kỹ thuật, bao bì, nhãn hiệu hàng hóa. Đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 199 sản phẩm OCOP 3 sao và 4 sao. Huyện Kim Động hiện có hơn 500 hectare trồng chuối, sản lượng trung bình đạt gần 20.000 tấn trên năm, chủ yếu là tại các xã Mai Động, Hùng An, Đức Hợp. Nhằm phát triển, mở rộng diện tích trồng chuối theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời xây dựng đề án đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với sản xuất hàng hóa giá trị gia tăng cao giai đoạn 2020-2025. Đến hết năm 2022, tổng diện tích trồng chuối của huyện được chứng nhận Việt Gáp đạt khoảng 100 ha. Kim Động phấn đấu năm 2025 sẽ có gần 400 ha vùng trồng chuối áp dụng tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.560 câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật và đội văn nghệ quần chúng. Trung bình hàng năm có hơn 18.000 hoạt động văn hóa văn nghệ cấp xã, thôn, tổ dân phố được tổ chức, thu hút đông đảo quần chúng, nhân dân tham gia. Toàn tỉnh có 34% dân số tham gia vào các hoạt động tập luyện thể thao thường xuyên. Phong trào văn nghệ, thể thao trong nhân dân phát triển, góp phần cổ vũ, động viên quần chúng sáng tạo, khai thác, truyền bá, phát huy các giá trị nghệ thuật cổ truyền, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có quyết định số 1153 và 1154 QĐ-UBND ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 áp dụng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 phải đảm bảo là xã đạt chuẩn nông thôn mới, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 bao gồm 19 tiêu chí: quy hoạch, giao thông, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, giáo dục, văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thông tin và truyền thông, nhà ở dân cư, thu nhập, nghèo đa chiều, lao động, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, hành chính công, tiếp cận pháp luật, môi trường, chất lượng môi trường sống, quốc phòng và an ninh. Xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm. Trên địa bàn xã có ít nhất một mô hình thôn thông minh đạt một trong các quy định nội dung kiểu mẫu về lĩnh vực nổi trội nhất về tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, chuyển đổi số. Nhằm kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các địa phương, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên, Văn phòng điều phối kết hợp với các sở ban ngành đã tiến hành kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã Hưng Long và Hòa Phong của thị xã Mỹ Hào. Kết quả cho thấy một số tiêu chí về môi trường, giao thông, thông tin truyền thông trong bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đang là thách thức với các địa phương. Sau khi về đích nông thôn mới năm 2017, đạt nông thôn mới nâng cao vào năm 2020-2021, cả hai xã Hòa Phong và Hưng Long của thị xã Mỹ Hào đều bắt tay ngay vào việc xây dựng các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025. Đến thời điểm hiện tại, xã Hưng Long đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 6 tháng đầu năm, thu nhập bình quân đầu người ước đạt 32 triệu đồng trên người trên năm. Một thôn hoàn thành tiêu chí mô hình thôn thông minh, 1 trên 5 thôn đạt tiêu chí khu dân cư, nông thôn mới kiểu mẫu. Tiêu chí giáo dục, y tế, văn hóa cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Toàn xã có 33,6 km đường giao thông bê tông hóa, đảm bảo nhân dân đi lại thuận tiện. Hưng Long lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục. Đây là hướng đi đúng đắn với một địa phương phần lớn sản xuất nông nghiệp. Đối với Hưng Long xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về giáo dục, thì vì vậy chúng tôi đang tập trung đầu tư cơ sở vật chất
đối với trường trung học cơ sở và tiểu học cũng như là trường mầm non. Với trường mầm non thì chúng tôi đã quy hoạch ra vị trí mới của cánh vững là 12.000 m2 để đảm bảo là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023 cũng như sự phát triển dân số cơ học, phát triển công nghiệp sau này của xã Hưng Long. Là địa phương có làng nghề được công nhận, Hòa Phong đã lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về tổ chức sản xuất với những thành tựu thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 75,5 triệu đồng trên người trên năm. Người dân xã hội hóa 8 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. 100% trục đường liên thôn xã được nhựa hóa, bê tông hóa, rộng từ 5-6m. 7 trên 7 nhà văn hóa thôn lắp đặt hệ thống wifi tốc độ cao miễn phí. Xã có một khu sinh thái ứng dụng công nghệ cao, 4 hợp tác xã sản xuất mộc mỹ nghệ. Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo bộ tiêu chí mới tại hai xã trên vẫn còn một số hạn chế, khó khăn ở các tiêu chí về môi trường, giao thông, giáo dục. Ở xã Hưng Long, về tiêu chí giáo dục còn xảy ra tình trạng thiếu phòng học, nhà đa năng. Một số phòng học, phòng chức năng chưa đảm bảo theo quy định của thông tư mới. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp, địa phương cũng chưa huy động được nguồn lực từ nhân dân trong xây dựng nông thôn mới. Tiêu chí số 17 về môi trường, với 12 chỉ tiêu vẫn đang là thách thức ở hai địa phương. Tình trạng thu gom xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt, đặc biệt là chất thải trong chăn nuôi, chưa có biện pháp xử lý đúng cách. Tại Hòa Phong, vẫn còn các hộ sản xuất của làng nghề nằm đan xen trong khu dân cư. Hiện nay đối với xã đã quy hoạch này và đã có đến bước là giải phóng mặt bằng, còn vài hộ nữa chưa đồng thuận thì trong thời gian tới này sẽ tiếp tục tuyên truyền động viên để làm sao coi như là sớm nhất trao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để coi như là đầu tư xây dựng hạ tầng với diện tích là 4,5 hectare để đưa toàn bộ các hộ dân ra đó để đảm bảo về mọi mặt, trong đó nó có đặc biệt là cái lĩnh vực về môi trường. Bộ tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã nâng lên gồm 19 tiêu chí với 77 chỉ tiêu. Một số chỉ tiêu, tiêu chí đòi hỏi mức độ đạt cao hơn giai đoạn trước. Ví dụ, tiêu chí giao thông giai đoạn 2021-2025 quy định đường giao thông nông thôn không chỉ cứng hóa, còn phải đảm bảo yêu cầu sáng, xanh, sạch, đẹp, đủ biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc. Trước đây, các xã được công nhận nông thôn mới nâng cao, một số tiêu chí mới đạt qua ngưỡng quy định. Qua thời gian, một số tiêu chí xuống cấp, một số tiêu chí không được quan tâm, nâng cao, nên khi đối chiếu với quy định mới, nhiều tiêu chí đã không còn đảm bảo. Qua đi kiểm tra khảo sát, một số xã đang tập trung phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023, thì chúng tôi cũng ghi nhận sự tập trung lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền cũng như ban chỉ đạo của các huyện, thành phố, thị xã cũng như là các xã trên địa bàn. Chúng tôi cũng thấy được có những cách làm rất hay, nhất là cái việc mà đẩy mạnh xã hội hóa trong việc xây dựng các cơ sở vật chất, và một số nơi cũng đã thực hiện tốt cái việc xây dựng cảnh quan, cải tạo đường cây, đường hoa. Tuy nhiên, một số nơi thì cũng chưa thực sự quan tâm và người dân cũng chưa thực sự vào cuộc. Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ngoài sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, sự ủng hộ của nhân dân là một trong những yếu tố then chốt huy động nguồn lực xã hội hóa, từ đó tạo được sự đồng thuận để xây dựng xã nông thôn mới. Về cái mở đường thêm là chúng tôi rất thấy thuận lợi lâu dài. Một là cái trước ngày là ô tô rồi công nông không thể vào được, thế nhưng đến bây giờ là được cái đường mở rộng rãi, thế rồi là bê tông cứng, thì chúng tôi thấy là cái lợi mang lại đến cho người dân thuận lợi và nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Về tiêu chí là sạch đường, sạch ngõ thì chúng tôi đã phát động nhân dân mỗi một tuần dọn một lần và có thông báo trên hệ thống truyền thanh. Đến nay là cảnh quan của nông thôn thì cũng có nhiều cái là đổi mới. Sớm khắc phục những khó khăn hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra, không chỉ xã Hòa Phong, Hưng Long của thị xã Mỹ Hào nói riêng, các địa phương khác trong tỉnh nói chung sẽ sớm về đích nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, kiến tạo thêm những miền quê giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc. Tin rằng với sự quyết tâm, quyết liệt của các cơ quan chức năng cùng sự đồng thuận, đồng lòng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, sẽ có nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Hưng Yên sẽ đạt được những kết quả ấn tượng hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hưng Yên xây dựng nông thôn mới cũng xin được khép lại tại đây.
Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình này lần sau.